Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 1 trên 6 của bài 18 Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bản từ của bài Thứ nhất chúng ta có từ mỏ y Mỏ, âm nói việc là mau Mau là những cái lông tơ mềm á. Y là y, tức là y phục, là quần áo nói chung Nhưng mà khi ghép mỏ y này vào À, thì chúng ta có cái nghĩa là áo len hoặc là áo ấm. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới. Chỗ thiên của mài lời ý chen máu y. Chỗ thiên của mài lời ý chen máu y. Hôm qua tôi đã mua một chiếc áo len mài lời ý chen máu y. Kể hòa khan khan họ ma. Kể hòa khan khan họ ma. Cho tôi xem một chút được không? Họ ní tầng ý xa. Họ ní tầng ý xe được bạn chờ cho một chút hình pheo len hình pheo rất là đẹp hoặc là rất là xinh đẹp của tôi cũng muốn mua một chiếc tối hôm nay chúng ta cùng đi nhé tức là đi mua áo len đó xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Chủ thiên của mày lấy ý chen mỏ ý Cái khan Họ Họ tầng ý ý Chi hoàn sang ý chỉ Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ hai, từ thứ hai là xin, đọc là xin ông nói việc là tân có nghĩa là mới tân lang nè tân nương nè tân niên nè Đó, tân là mới chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới tơ mô sơ tơ ma cái xe gắn máy của bạn là xe mới phải không xin tơ đây ta sẽ hiểu là xin tơ mô thô sơ cái xe gắn máy của bạn là xe mới phải không Sư tơ đúng vậy ờ mua hồi chủ nhật từng trước mua hồi chủ nhật từng trước khi chúng ta muốn nói một cái mốc thời gian đã xảy ra trong quá khứ rồi chúng ta phải có tờ ở cuối cái câu đó hoặc cuối cái vế đó như vậy là sư tờ vân sangờ ta là mua hồi chủ nhật từng trước đấy tôi sao tôi bao nhiêu tiền Y chen lưu bảy mê yên. Y Đô la, đô la Mỹ. Mê yên là đô la Mỹ. Sư rư bẩn tơ má. Sư rư bẩn tơ má. Tức là sư rư bẩn tơ sơ má. Là xe của Nhật, phải không? Bố sư, sư hãn của ta. Bố sư không phải sư hãn của ta. Là của Hàn Quốc, tức là là xe của Hàn Quốc mở rộng thì chúng ta ngược lại với từ xin là mới chúng ta có từ chiêu đọc là chiêu là cũ như vậy là chiêu sơ là xe cũ chiêu xú là sách cũ chiêu lão sư là thầy cô cũ ngày xưa của mình chiêu y phục quần áo cũ xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào nì tơ sơ ma sư ta sư sang sinh sĩ thiên ta. lưu Bố sư Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ ba. Từ thứ ba đọc là sơ. Sơ là chữ sắc. Sắc đây có nghĩa là màu, mình hay nói màu sắc á. Màu là sắc, sắc là màu thôi. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xe quảng, ní xì hoan, khủng sơ đại di phu mà. Bù xì hoan, bù xì hoan không thích. Quá xì hoan, lưu sơ Quá xì hoan, lưu sơ tôi thích những quần áo màu xanh lá cây thôi. Lưu đây là chữ lục, tức là xanh lá cây. Quê sơ mơ chỗ thiên, nì chuan, chân xanh nè. Vì sao là tại sao Chủ thiên nỉ chuan hủng sân nè Tại sao hôm qua bạn lại mặc áo sơ mi đỏ vậy? Nà chên sân sân bú sư của mày ta Nà chên sân sân bú sư của mày ta Cái chiếc áo sơ mi đó bổ sư của mày ta không phải là tôi mua Tức là do người khác mua nhưng mà mình phải mặc đấy Sư si, sủy mày cái nỉ mày si, cái nỉ Là ai mua cho bạn vậy? sưứng vô mày kểò taơ quáứngỗ mày kể ta là bạn gái của tôi mua cho tôi đấy. đấyơ tên ngay chỗ này là hình thức nhấn mạnh thôi và chúng ta mở rộng thêm à, ví dụ ni bé số là, làì bé số là anh đừng có nói nữa, nữatha hủng trở lèn là á hủng trở l đènn đó lè là mặt khủng trở lẹn là bị đỏ mặt rồi như vậy là bạn đừng nói nữa anh ấy bị đỏ mặt rồi có nghĩa là anh ấy quê hoặc là giận gì đó

và mở rộng nè, bé xóa là, ta khủng trở liền Kế tiếp nữa, chúng ta có từ thứ tư là từ chèn. Chèn, ở bán việc là thiển. thiện thiển có nghĩa là cạn. Ví dụ như đối với màu thì là màu nhạt. Còn đối với sông, suối, hồ hay là cái gì đó thì là cạn chứ không có sâu. Ngược lại với thâm là sâu. Như vậy có hai nghĩa. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xèo quảng xin mày tơ chơ, thai pheo len là. Xèo quảng xin mày tơ chơ. Câu của chữ tơ thì mình làm sao mình dịch lại. Như vậy là chiếc xe mà xeo quảng mới mua, chiếc xe mà bạn Vương mới mua, thai pheo len là. Thật là đẹp, hoặc là đẹp quá. Chiếc xe mà bạn Vương mới mua đẹp quá. Sư má, sư sấm diễn sơ Sư phải không, sư diễn sơ ta là màu gì vậy? Yến sơ là màu. diễn sơ là màu. Sư màu sơ ta? Có nghĩa là sư sống màu sơ ta chơ. Là cái xe màu gì vậy? Sư sống màu sơ ta? Yến sơ là màu xanh, màu xanh dương. chèn sống sơ Tức là màu xanh dương nhạt thôi. Sư sống màu sơ ta? Tô sào chén? Tô sào chén là bao nhiêu tiền?

Kế tiếp nữa chúng ta sang từ thứ năm, từ thứ năm đọc là sân, sân, ông nói việc là thâm, thâm có nghĩa là sâu nếu đối với nước, sông hồ gì đó là sâu, biển sâu. Còn đối với màu thì nó là màu đậm, màu sậm. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xéo chè, 我要看看那件 Sơn hoảng sơ ta. Xéo chè là cô ơi, của giáo khan khan, tôi muốn xem một chút. Na chen, sơn hoảng sơ ta. Cái chiếc mà màu vàng đậm kia. Tức là chen này ta sẽ hiểu nó là chiếc áo á. Tôi muốn xem cái chiếc áo màu đậm kia một chút. của giáo khan khan, na chen, sân hoảng sơ ta. Họ, chuyển thần dĩ xa. Họ, chuyển thần dĩ xa. Vâng, xin chờ cho một chút. Trơ ,这件 là chiếc này. là số bao nhiêu vậy? Tố ta là bao lớn? Tố ta là cái số bao lớn, tức là số bao nhiêu? Cái sai của nó là bao nhiêu đó? 29, là số 29. Thay xẻo ta. Thay xẻo ta. nhỏ quá. Ta y tiền ta. Dù ta y tiền tơ ta sẽ hiểu là ta di tiền tơ uh, tơ mẫu y hay là tơ chân san gì đó tức là cái chiếc áo len hay là chiếc áo sơ mi mà lớn hơn một chút á dù mỹ dù là có không tơ ngay chỗ này ta sẽ hiểu nó nói tắt á dù à có chuyện niệm trai sư sư bà chuyện sư sư bà mời anh thử lại một chút đi sư sư là thử một chút còn trai sư sư là thử lại một chút

ỗễn ¿sí sư sư oh, kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ sáu là tự cân tự cân ông nói việc là cánh ông việc vẫn còn dùng ví dụ như tự lực cánh sinh đó. À, tự lực cánh sinh là tự cánh này đây với cái nghĩa là càng hoặc là hơn à, chúng ta xem cái ví dụ bên dưới nha Chính nền tung thiên, thiên suy giảm mở giang. tung thiên, thiên suy giảm Thời tiết mùa đông năm nay thế nào? Chính nền tung thiên là mùa đông năm nay. Thiên suy giảm mở thời tiết thế nào? Bị chu nền cân lợn. Bị chu nền cân lợn. So với hồi năm rồi thì càng lạnh hơn. Như vậy ta sẽ hiểu là hồi năm rồi, thời tiết mùa đông đã lạnh rồi, mà còn năm nay còn lạnh hơn nữa. Ta hiểu vậy. Bị chu nền cân lợn. Xe xòe má. Xe xòe má. có tuyết rơi không? Xe. À, có. Bố cô, quá sĩ hoan thiên. Bố cô, quá sĩ hoan thiên. Nhưng mà tôi thì à, thích mùa đông. 为什么? Tại sao? Xòe chìm sáng phèo lèng. là cái cảnh tuyết. Cái phong cảnh của tuyết á. là tuyết và chìm là phân là phong cảnh. Như vậy tiền Sở chiền là cái cảnh tuyết phai sáng, phi len à, cực kỳ đẹp. Mở rộng thì chúng ta có là tự ly cân sơn là tự lực cánh sinh, à, tức là mình tự lo toan sắp xếp mọi thứ cho cuộc sống của mình chứ không có dựa dẫm nhờ cậy vào ai cả. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Chi niên tung thiên, thiên khí thế nào? Bị chi niên càng lớn xe xe mà. Xe, bố cô, wo xì hoan tông thiên. Quê xe mà. Xe chìng phê chẳng phêo Kế tiếp nữa, chúng ta sang từ thứ bảy. Từ thứ bảy là từ tai. Tai âm hôn việc là đái. À, âm hôn việc là đái. À, không thấy còn dùng ở trong uh, trong tiếng Việt hiện đại của mình với cái nghĩa là đeo ví dụ như là đeo đồng hồ nè hay là mang kính nào này nọ là đều dùng từ tay này và đội mũ cũng dùng từ tai này à, tai tay mau chúng ta xem ví dụ bên dưới Ní xì hoan tay mau Ní xì hoan tay mau má Bạn có thích đội mũ không? Mau giờ là mũ hoặc là nón Trước đây chúng ta đã từng gặp rồi Bạn có thích đội mũ không? bố thai xì hoan nì nơ bố thai xì hoan nì không thích lắm còn bạn thế nào còn bạn thế nào của về bố thai xì hoan của về bố thai xì hoan tôi cũng không thích lắm tôi cũng không thích lắm một đoạn nữa nì tới số bèo nó nì tới số bèo nó nếu như mình gặp ai đó mà bình thường họ đeo đồng hồ nhưng hôm nay họ không có đeo thì mình hỏi như vậy tức là đồng hồ của bạn đâu rồi à, đồng hồ của bạn đâu rồi ni tới số bèo nữa hoài là hoài là là hư rồi hoài là hư suy xíu là ma suy xíu là ma đi sửa chưa tay số bèo là tay số bèo là tôi không thích đeo đồng hồ nữa Wow, push you hoàn tay sổ bèo là có từ là ở cuối câu hoặc là cuối vế là chỉ cái sự thay đổi so với trước đó. Tôi không thích đeo đồng hồ nữa. Tay sổ bèo, của sinh duyên. Tay sổ bèo là đeo đồng hồ. của sinh duyên, sinh duyên là tính từ may mắn. của sinh duyên là không may mắn. Đeo đồng hồ thì không có may mắn. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Nghĩ sĩ hoàn tay mau sửa má. 不太喜欢，你呢？我也不太喜欢。你的手表呢？坏了？去修了吗？我不喜欢戴手表了。戴手表不幸运。 Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu sang từ thứ 8. Từ thứ 8 đọc là dền chiên. Dền chiên. Từ chiên trước đây là cái gương. À, chúng ta đã gặp rồi. Cù thủng chiên là cái gương đồng cổ. Dền chiên. À, là mắt như vậy dền chiên âm hán việt là nhãn và kính có nghĩa là cái mắt kính của mình xèo liễn về tai sang dền chiên là bạn lâm mà bạn cũng đeo kính rồi à tai sang từ sang đây làm bổ ngữ chỉ kết quả đó nghĩ về tai sang dền chiên là bạn cũng đã đeo kính rồi à Chin là chữ cận có nghĩa là gần Sư tên sư là tivi Âm hán Việt là chữ thị Chin sư là cận thị Chin sư chiên là kính cận Sư chin sư chiên ta Là kính cận đấy Kính mà dành cho người bị cận thị á sư sầm mơ sử hô Tai sang chin sư chiên ta Nì sư sầm mơ sử hô Tai sang chin sư chiên ta Sầm mơ sử hô là khi nào và cái câu hỏi này có từ tơ ở phía đằng sau Như vậy là mình chỉ cái mốc Mình chỉ là để hỏi cái mốc thời gian trong quá khứ Như vậy là bạn đã đeo kính cận từ khi nào vậy? Nì sư mơ sử hô tai sang Chiên sư Có từ tơ là hỏi cái mốc thời gian trong quá khứ Chỉ có dê là Chỉ có dê là mấy tháng rồi Chuyết tơ trầm tơ là cảm thấy tơ cảm thấy thế nào? À, ví dụ như cảm thấy rất lạnh, chữa tơ hình lần, chữa tơ hình rơ. Chữa tơ bất xú phu, cảm thấy không thoải mái, không dễ chịu. Chữa tơ là cảm thấy. mấy cảm thấy thế nào? Dù hô, hô, Có khi cảm thấy không có dễ chịu. su phu là dễ chịu, thoải mái. Có nghĩa là cảm thấy khó chịu, nó vướng víu vì mình không có đeo kính quen. Mở rộng là lò hoa chiên. lò hoa chiên là kính lão cái kính mà dành cho những người mà bị lão hóa ba mấy bốn mươi năm mươi gì đó lão hoa chiên xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè xeo liến ní về e tay sang giành chiên là sư chiên giữa đã Đến đây thì mình xin kết thúc phần 1/6 của bài 18, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. À, xin chào.